bể trời tâm. Đại ca ca, đại ca ca, đại ca ca, đại ca ca. Tôi muội, sao muội ngốc như vậy? Thầy không biết trời cao đất rộng là gì. Đại ca ca, mỗi thấy ca ca thì thân xuống, mỗi không còn cách nào để cản cho kịp, mỗi phải nhảy thôi. Bỏ đi, sao mũi lại nghịch như vậy? Mũi không sợ chết sao? Đại ca ca, mũi không sợ chết, mũi cũng không sợ. Con của phu nhân đã nhảy xuống dưới rồi. À, cái gì? Tường Nhi. Mùi ngốc thật, ta không đáng để cho mùi phải. Đại ca ca, hôm đó Quỳnh cho mùi 3 cây trăng, hứa là mỗi cây trăng mùi sẽ nhờ Quỳnh làm cho một việc. Hứa thì nhất định phải làm đúng lời. Hôm nay mùi sẽ dùng cây trăng này đi nhờ Quỳnh làm một chuyện này. Nếu không may Quỳnh không thể gặp lại phu nhân của mình thì Quỳnh nhất định không được tự sát. Quỳnh mảnh vải này tay lão nạp xé từ tay áo của cổ. Thượng Nhi, Thượng Nhi, sư tỷ. Hỏi cái tên hòa thượng coi, mấy thằng là độc ác hả? Thậm chí một tiểu cô nương mà ngươi cũng không nương tay nữa. Quách cô nương không phải do lão nạp hại, tự cổ lao mình xuống dưới. Xảo ngôn, chứ không tại sao lao mình xuống dưới chứ, chắc chắn là ngươi đẩy đi xuống rồi. Lão nạp đang muốn nhận cổ làm đệ tử để truyền võ công, sao lại hãm hại chứ? Cậu tí à, ông ngoại của nó là Hoàng Lão Tà, cha của nó là Quách Tĩnh, còn mẹ của nó là Hoàng Vô Nghĩa, phụ của nó là ta nè, Châu Bá Thông nè. Võ công của bọn ta ai cũng cao thầm hơn ngươi, sao lại nhận ngươi làm thầy? Nhưng sự thực Quách cô nương tự mình phi thần xuống dưới, chứ không phải lão nạp hãm hại. Thượng Nhi, Kim Luật Pháp Dương, ta phải giết ngươi, trả thù cho con của ta. Sao không mau vào bệnh giúp đi? Vừa rồi Kim Luân đính chánh, Quách Tường không phải do hắn hãm hại. Vừa theo tình hình hiện giờ, mỗi chiều hắn đều nhường bước. Quách Tường chưa hẳn là do hắn hãm hại. Thiếp Dương Chỉ, ngươi là nam đế Đoàn Dương gia. A Di Đà Phật, Đoàn Dương gia đã thành quá khứ, pháp danh lão nạp là Nhất Đăng. Tốt, hôm nay lão nạp phải thử tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ của ngươi. À, đứng đây nè, đã có ta rồi. Đừng có chết rồi. Bà lão ta, hãy đáp
bắt cóc cháu ngoại của tôi rồi. Cẩn thận, đừng để chúng chạy đuôi. Thời gian lão nạp ở Giáp Lanh Tây Tạng đã biết tin từ lâu trung thổ có đông tà tây độc nam để bắt cái trung thần thông, võ công của năm vị này lợi hại phi thường. Hôm nay đã được gặp đông tà nam đế, thật hân hạnh vô cùng. Chẳng hay các vị còn lại lúc này thế nào? Tây độc Âu Dương Phong và bắt cái Hồng Thất Công cách đây nhiều năm không nghe tin tức, còn trung thần thông Dương Trùng Dương Chương Nhân thì đã tạ thế từ lâu. Lão quan đồng cho bá thông này chính là sư đệ của Dương Trùng Dương. Và thượng thúi, nếu sư huynh ta không chết thì ngươi không có tiếp được người chiêu của người đâu. À, nhất đăng đại sư và lão ta đừng có cãi lộn với hắn nữa, xuất chiêu lấy mạng hắn đi. Nếu mà đơn đã độc đấu, ngươi không phải đối thủ của ta. Hôm nay không phải là ngày Hoa Sơn Lượng Kiếm tranh giành thiên hạ đệ nhất, cần gì phải trọng đạo nghĩa giang hồ với ngươi. Nhưng mà vậy Hòa thượng thúi, là ngươi quen cái tật giết người rồi, hãy là tự mình giết mình cho xong đi, đừng có phiền tới bọn ta ra tay. Cao thủ tuyệt đỉnh trung thổ hôm nay mới lộ ra diện mạo, lão nạp có chết dưới tay các người nghĩ cũng không uổng kiếp này. Chỉ tiếc là long chưởng phách của ta chưa có hậu nhân để mà nối nghiệp. Khoan đã, ta chết chứ không chịu nhục, ngươi muốn gì? Không, ta chỉ muốn hỏi người, long chưởng phách nhĩ thông của người có phải là những chiêu thức thiết triển được rồi không? Đúng vậy. Thật ra nghĩ kỹ ta thấy hắn nói đúng á. Một võ công lợi hại như vậy mà để thức trường vô cớ có phải tiếc không? Nè, hãy làm vậy đi, người nhanh chóng truyền lại võ công của người cho ta, sau đó hãy tự tử, vậy đâu có uổng. Châu Quỳnh, đừng bày trò nữa. Sư tỷ con Bạch Tiêu, chắc là nó đã phát hiện Từ Nhi ở dưới đất ốc rồi. Con Hồng Điêu, chứng thương của nó quá nặng, chỉ sợ A Di Đà Phật. Ủa, con Điêu nó bay trở lên nữa kìa. Người ngồi trên lưng nó có khi nào là Tự Nhi? Má, đúng là Tự Nhi rồi. Tự Nhi, Tự Nhi, mẹ, con không sao thì mẹ mừng rồi. Mẹ, Viên Đại Ca Ca vẫn còn ở dưới, mẹ mau nghĩ cách xuống dưới cứu người đi. Đại Ca Ca, con nói Hoa Nhi còn ở dưới à? Dạ. Cái gì? Cháu nói Viên Đại Ca ở dưới? Trước ông. Mẹ, mẹ mau sai Điêu Nhi xuống dưới cứu Đại Ca Ca lên đây đi. Mẹ, Điêu Nhi làm gì nữa vậy? Nguy rồi, Điêu Nhi không còn muốn sống nữa. A Di Đà Phật. Hỏi thế gian tình là vật gì? Tình khiến sinh tử tương hứa. Hồng Điêu không còn, dù Bạch Điêu có sống đi nữa thì từ đây ngàn án mây trôi, thiên sơn tuyết vũ, chỉ còn một con thôi, nó sống với ai đây?